thì có đám ma nên là các tình nguyện viên hơi vắng một chút. Anh Tiến này cũng lại phụ để chia cơm. Mặc dù bị cụt mất một cánh tay nhưng mà anh cũng vẫn tham gia phụ giúp để chia cơm cho các cô chú anh chị. Con xin mẹ tha thứ cho con, vẫn làm con chưa hiểu chưa tròn. Cha mẹ già tay tay cũng thương, sớm chưa chiều chưa học. Làm thế có mệt đâu anh Tiến. Ngày mẹ cha ta vui á. Con sẽ về chung là hỏi vui. Con mong rằng hoàn kiếp ai, con sẽ sống ngoan ngoan dịu hiền, đắp bù lại bao nhiêu tội lỗi để bao người hoan hận. Con mong rằng hoàn tiếp cơm vào chia sẻ với các cô chú anh chị. Con sẽ sống ngoan ngoan dịu hiền, đắp bù lại bao nhiêu tội lỗi để bao người có hai tay lấy nó còn dính, tức là người có một tay. Mỗi người trái cam, trái chuối, ổ bánh mì, chai nước suối. Dạ, có ai người đó lấy anh ơi. Dạ, không lấy dùm anh ơi. Dạ, của ai người đó lấy. Nhanh chân em ơi, cho người sau còn bước lên. Không ai được chọn cảnh sinh ra, cũng chẳng ai muốn sống xa nhà. Cha mẹ giàu thì con thông thà, cha mẹ nghèo con vật và gian nan. Nhưng con nào đâu dám than vang, vì mẹ cha vất vả muôn vàng. Cha mẹ nào mà không đau đớn khi con mình chật vật mưu sinh. Sống cánh nghèo cô lắm ai ơi, đừng vì ham chơi bỏ quên đời. Có những người sợ tai sợ tiếng, sống si riêng xa rời tình thân. Ôi xưa đời sóng gió nhân tâm, phần của con bất hiếu sai lầm. Sống trên đời mà quên đau hiếu, thế xin đừng Phật ăn chay. Tuy cuộc đời con số không may, chẳng giàu sang không có bát vàng. Tuy đồng tiền là cao là quý, nhưng không thể mua được tình thân. Nghèo nhưng sống vui, nghèo mà xung quanh có tiếng cười. Hơn là giàu mà đau mà đớn, bỏ cha mẹ quên nghĩa quên ơn. Sống cánh nghèo khổ lắm ai ơi, đừng vì ham chơi bỏ quên đời. Có những người sợ tai sợ tiếng, sống si riêng xa rời tình thân. Ôi sư đời sóng gió nhân tâm, phần của con bất hiếu sai lầm. Sống trên đời mà quên đau hiếu, thế xin đừng niệm Phật ăn chay. Nghèo nhưng sống vui, nghèo mà xung quanh có tiếng cười. Hơn là giàu mà đau mà đớn, bỏ cha mẹ quên nghĩa quên ơn. Mỗi người trái
vui, nghèo mà xung quanh có tiếng cười, hơn là giàu mà đau mà đớn, bỏ cha mẹ quên nghĩa quên ơn. Hơn là giàu mà đau mà đớn, bỏ cha mẹ quên nghĩa quên ơn. Để làm cái món cơm canh rau cải với thịt kho trứng cút để phát ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Quá chứ bự luôn. Dạ. Nít thì nó quái ăn trứng cút hơn con ơi. Vâng. Ở mình mới làm trứng cút con nít nó quái ăn trứng cút ghê. Dạ. Ở đây nè cô bán cũng phải có thích không? Dạ. Ê, trứng cút này là theo như báo nói là nó còn bổ hơn trứng gà, bổ hơn trứng vịt. Ấy. Ừ. Tức là cái lượng chất dinh dưỡng của nó nhiều hơn. Cô lấy bán đi mà trứng cút hôm nay lúc này bán còn rắc hơn trứng vịt. Dạ. Rắc hơn trứng vịt luôn, bảo nó trứng cút rồi. Dạ. Rồi cô sẽ múc thịt trứng vô trong cái từng cái bao xốp này. Rồi sau đó lấy cọng thun cột lại. Rồi sau khi mà đóng gói xong xuôi đó thì sẽ mang lên trên nhà thương Nhi Đồng 2. Rồi. Này đủ ăn một bữa thôi. Đây. Mấy xe chở nước suối tới này các bạn. Đây mấy anh ấy chở nước xuống này các bạn này. Rồi xe mà chở quá trời giỏi luôn. Xe ba gác có một cái giá thôi mà chở quá trời nhiều. Đây còn đây là cam. Đó, này có phát cả cam nữa thì có 3 bịch này. Lát xíu sẽ phát ở trên bệnh viện Nhi Đồng 2. À, bây giờ phải để nó phân tán ra vì đang cái chiến dịch mà lập lại trật tự vỉa hè với lòng lề đường. Đó, nên là đồ mỗi nơi để gửi một chút. Cam thì cố để đây. Cái điểm mình phát cơm thì ngay ở cửa bắc của chợ Bến Thành nha các bạn. Tức là cái điểm này nếu nói chính xác là cái điểm nấu cơm. Còn phát thì mình sẽ phát ở trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Đó, còn cái điểm này là nấu. Đây một chị đang muốn quay lại một vài những các cái hình ảnh khi mà đi chơi ở khu chợ Bến Thành. Các chị cũng rất điệu nhé. Khổ thân anh vừa đi vừa phải quay clip cho người đẹp. Rồi những người bán trái cây ở Sài Gòn này, xoài, chôm chôm, bòn bon. Khúc này là cửa bắc của chợ Bến Thành nha các bạn. Đây đang là con đường Lê Thánh Tôn. Còn đây là đường Thủ Kho Huân. Cô Hường ăn chơi quá. Đi hẳn đôi ủng để đi vào lội trong hẻm để nấu đồ ăn. Hôm nay cô làm là cà rô này. Cà rô. Nè, này là cà lóc nè con. Wow, sao cà lóc con này bự thế? À, nguyên con luôn. Rồi, cà lóc nguyên con mà bự quá trời. Cà lóc bông hả cô? Này, cà lóc, cà lóc ba thường. Mà con lớn. Dạ. Bông nó còn bự nữa đó con. Và bông thì nó bự hơn. Ừ. Rồi, cà rô. Đây hôm nay thì các cô cũng đang làm một số món ăn. Đây là món tép ram này. Đây là món cá chê này. Cá thu kho với thơm này. Đây là món cá kèo. Món sườn non ram. Món này là món
gà kho. Đây thịt ba rọi với trứng cút này. Đó, canh. Thưa cô bác anh chị, bữa cơm ngày hôm nay thì có cô Minh ở Houston nhân ngày sinh nhật có gửi tặng là 11.800.000. Hai chị em ẩn danh ở phường 15 quận Tân Bình thì ủng hộ 4 triệu để mua nước suối, và cô Minh Hạnh ở Mỹ thì gửi 2 triệu, cô gửi 6 triệu thì mỗi bếp cơm 2 triệu, tổng cộng là 17.800.000. Qua đây cũng xin chân thành cảm ơn hai chị em ẩn danh ở phường 15 quận Tân Bình đã liên tục ủng hộ trong suốt thời gian qua. Dạ. Cảm ơn hai chị em, hai chị em ẩn danh ở phường 15 quận Tân Bình thì gửi 4 triệu là mua nước suối. 15 quận Tân Bình. Vâng. Tôi gửi số tiền Tính Dương. Vâng, với cô Minh ở Houston là ủng hộ nhân cái ngày sinh nhật của cô là cô gửi là 500 đô, 11.800. Rồi chị Minh Hạnh ở Mỹ là gửi 2 triệu nữa để tổng cái số tiền đó để cô nấu ăn. Cảm ơn nấu mấy ăn. Chị em, cô gửi số tiền Tính Dương đem lại tổng cộng đủ rồi. Dạ. Rất là cảm ơn nhiều. Chúc chị em mọi người được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hôm nay thì ủng cô tính là khỏe. Đây là cô tính cho những gì đây? Bữa nay chị tính cho trứng cút. Dạ. Rồi nước suối. Dạ. Rồi cam. Dạ. Rồi bánh. Dạ. Giờ có chuối nữa. À, dạ, đầy đủ quá à. Dạ. Có nhiều cứ làm số tờ chứ không có làm để dòm. Dạ. Hôm qua cô có làm một cái clip sao đó con. Vâng. Đây đem lên dẫn cho. Vâng. Thấy buổi chiều nhiều khi cũng đậm tầng ghê luôn. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn nha mấy chị. Dạ. Cảm ơn nhiều. Thưa cô ba anh chị, bây giờ thì bếp cơm đang hoàn tất những cái phần thức ăn còn lại để chuẩn bị mang lên trên nhà thương Nhi Đồng 2. Trời đang nắng nóng nha thưa cô chú anh chị. Bây giờ sẽ vận chuyển các cái thùng bánh mì rồi chuối lên trên xe ba gác để mang lên nhà thương nha các bạn. Rồi cam nữa. Đây đang là bệnh viện Nhi Đồng 2 khoa khám bệnh nha các bạn. Đó, thì tụi mình sẽ phát ở cổng Nguyễn Du, nơi dừng xe của bệnh nhân và không có dừng quá 3 phút. Đây, nhiều cô bác là ở đây chờ để khám bệnh. Bà ung thư á? À bây giờ nó phù cái tay này lên. Tay lên nhỉ. Nhiều bữa bà ra bà xin thằng cơm bà thấy lế lắm mày. Thôi giờ ra đi, giờ xe đang lên rồi. Bà ăn đi lấy tiền lấy thuốc. Là bà bệnh hay bà đi nuôi ai? Cả cháu mà cả bà luôn. Cả bà cả cháu bệnh. Thế bán để kiếm tiền lấy thuốc. Dạ. Ngày nào cũng tiền thuốc. Vâng. Tôi mới cây một chút cần cho tôi đi thôi. Ủa vậy là bà cắt một bên ngực à? Xong rồi làm là nó cứ phù ra. Vâng. Nhiều lúc bà ra bà xin thịt cơm mà ăn thấy bà buồn lắm rồi. Thôi, giúp được phần nào hay phần đó. Rồi. Bà ra xếp hàng đi bà. Đây đang là cái khoa khám bệnh này các bạn này. Khám trực đêm. Đây bệnh viện Nhi. Còn bên trong là nội trú nha các bạn, kia là những cái người đang xếp hàng để chờ lấy phiếu, những người ăn cơm. Bác ở trong đang chạy ra để xếp hàng lãnh cơm. Đây, cô bác đang chạy ra để xếp hàng rồi. Đây, các anh chị ra đã xếp hàng. Thì giờ sẽ vận chuyển những các cái thức ăn xuống. Mẹ,
xin cảm ơn cô Minh ở Houston nhân ngày sinh nhật đã gửi tặng là 500 đô. Cảm ơn hai chị em ẩn danh ở phường 15 quận Tân Bình ủng hộ phát nước suối. Cảm ơn cô Minh Hạnh ở Mỹ ủng hộ 2 triệu để phát những các cái phần thức ăn. Thì bây giờ tụi mình sẽ bỏ thức ăn xuống và sau khi sắp xếp xong thì sẽ phát cho các cô chú anh chị. Mỗi lòng xếp hàng, mỗi người một phần. Bữa mày đâu? Bữa nào cái Dĩnh ơi. Rồi, chuối, cam, nước suối, bánh mì. Rồi mấy anh phụ lấy đồ trước đi. Rồi được rồi. Mấy anh phụ lấy trước đi. Anh em phụ lấy thì lấy cam, lấy chuối nữa nhá. Cơm, cam, chuối, mỗi người một phần. Rồi vô đi mấy em. Rồi mỗi người trái cam, chuối, bánh mì, nước suối. Lấy cam, lấy chuối. Ra xếp hàng đi em gái ơi. Rồi mỗi người phần vào thông báo những người chưa có ra lấy đi. Mỗi người một phần, một hộp cơm, một chai nước, trái chuối, trái cam. Rồi lấy một trái thôi, lấy một trái thôi. Vòng ra sau xếp hàng đi chị gái ơi. Rồi, 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 để lát nữa đâu có tay đâu cầm đâu. Rồi đều vô đi em, vô đi em, mỗi người một phần. Nhường cho người tới sau. Nhớ lấy cơm nhá. Mỗi người một phần đi, nhanh chóng bước tới cho người sau còn lãnh mấy anh chị em ơi. Nhận thì xếp hàng hai mẹ con, nhận thì vô hàng đứng dùm. Rô đi cô bác ơi, nhận xong đi rô. Mấy em ơi, mỗi người một trái thôi, để nhường cho người tới sau mấy em. Mình ăn rồi mình cho người khác nữa. Mỗi người một trái chuối, một trái cam. Cô bác ơi, mỗi người một trái chuối, trái cam nhá. Mỗi người một trái chuối, một trái cam. Nhận xong rồi vào thông báo những ai chưa có ra lấy. Em gái vòng ra sau xếp hàng đi. Lấy cơm, lấy nước suối, lấy chuối, lấy bánh mì, lấy cam. Mỗi người một phần. Lấy xong rồi vào thông báo ngay chưa có ra nhận nhá. Mỗi người một trái để nhường cho người tới sau. Mấy anh chị ơi, ai cũng có. Dạ. Rồi ra đây xíu cũng được. Mỗi người một phần đi mấy anh chị ơi. Anh chị lấy xong vào thông báo với ai chưa có ra nhận nhá. Mỗi người một phần. Mỗi người trái cam, trái chuối, ổ bánh mì, chai nước suối. Dạ, có ai người đó lấy anh ơi. Dạ, không lấy dùm anh ơi. Dạ, của ai người đó lấy. Nhanh chân em ơi, cho người sau còn bước lên. Mỗi người một phần, nhanh chân mấy cô bác ơi. Lấy cơ, lấy chuối, mỗi người lấy trái chuối rồi trái cam nữa mấy anh chị. Nhanh lên, nhanh lên. Lấy xong thông báo ai chưa có ra nhận nhá. Ăn mà có gì đâu nữa. Rồi, 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 r
Có thì lấy bánh mì, còn không để nhường cho các cháu bé nhá. Có thì dành cho bệnh nhân và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Cô bác vòng ra sau xếp hàng đi, mỗi người hộp cơm, chai nước, trái chuối, ổ bánh mì, trái cam. Đủ rồi. Rồi, lấy xong thông báo những người chưa có ra nhận. Và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Vui lòng xếp hàng, mỗi người một phần. Chúc cô bác hoàn nghiệp. Xin cảm ơn. Cơm có thịt dành cho bệnh nhân. Đừng bắt tay. Đi. Cái sàn hoài vậy trời. Và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Vui lòng xếp hàng. Rồi lấy hộp cơm, chai nước, trái chuối, trái cam, mỗi người một phần vào đi mấy anh chị. Ưu tiên những người trong nhà thương nhá. Dạ, cảm ơn. Nhanh chân cô bác ơi. Nhanh chân cô bác ơi, lấy xong thông báo những người chưa có ra nhận dùm. Mỗi người một phần. Hộp cơm, chai nước, trái chuối, trái cam. Rô đi ạ, bánh mì. Cơm bên kia lấy đi. Cứ vậy mà một trái chay. Bà cho quen mặt rồi, cô chị cực quá. Biết đâu. Dạ. Bà lâu năm quá rồi. Mỗi người trái cam, trái chuối, trái nước, ổ bánh mì. Mấy cô chú tạp vụ thì thôi, không có lấy bánh mì để nhường cho các cháu trong nhà thương nhá. Nhưng những người nắm bệnh nó được bánh thôi. Rồi đi chị. Có lấy chuối, lấy cam đi. Mỗi người trái cam thôi em ơi, lấy một trái thôi. Em lấy một trái giúp anh để người sau còn có em. Em lấy một trái thôi. Mỗi người một trái đi mấy em ơi, để người sau còn có. Để người sau còn có. Cô bác lánh cơm vòng ra sau xếp hàng dùm. Rồi tiến tới đi bà ơi, nhanh chân. Nhanh chân cô bác ơi, rồi tiến tới đi bác ơi. Bà ơi đi vô đi bà nhận xong đi vô đi bà ơi. Rồi nhận xong đi, mau chóng vô trong cho người sau lấy. Mỗi người một trái. Tiến tới đi cô bác ơi, tiến tới dùm. Rồi tiến tới đi mấy anh chị. Nhớ lấy cơm. Mỗi người một trái cam, ổ bánh mì, chai nước, trái chuối. Rồi nhanh chân mấy cô chú ơi. Lấy cả cho mấy anh. Rồi thôi lấy đi lẹ đi anh. Thôi một đi để cho người sau còn đông quá. Giờ ai lấy hai phần thì sau không còn. Mỗi người lấy một phần thôi. Mỗi người một phần thì người sau còn có cái ăn mấy cô chú ơi. Rồi rô đi ông nội ơi, trời ơi. Rô đi em ơi, lấy xong rồi thông vào để người sau còn nhận. Cảm
Vô đi bà ơi, lấy xong rồi vô đi. Mình chia sẻ đi, mỗi người một phần đi. Dương có tiền dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Vui lòng xếp hàng, mỗi người một phần. Chúc cô bác có thêm. Cảm ơn. Một trái thôi, một trái thôi. Mỗi người một trái đi mấy cô bác ơi, gặp trái nào lấy trái đó, đừng lựa nhá. Vui lòng xếp hàng. Thôi đủ rồi chị, lên đường. Cảm ơn. Mỗi người một phần dùm. Rồi tiến vòng ra sau xếp hàng đi mấy cô. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Rồi nhanh chân mấy anh chị ơi, nhận xong thông báo cho những người khó khăn ra lấy. Vòng ra sau xếp hàng dùm em đi anh. Mỗi nhớ lấy cơm nhá. Cô bác nhớ lấy cơm. Rồi cảm ơn, vô đi em. Vòng ra sau xếp hàng đi bạn trai. Rồi lấy xong thông báo người chưa có là lấy. Rồi vô đi em. Mấy mẹ con vô đi. Vô đi em trai. Vô đi cho người sau còn tiến lên. Vô đi, vô đi. Mỗi người một thôi. Lấy nhiều quá người sau không có đâu em ơi. Em quay lại đằng sau nhìn. Nhưng mà em nhìn ở đằng sau còn nhiều người xếp hàng không có. Nên em lấy một phần cho nhường cho người khác. Chia sẻ yêu thương đi. Ai lấy nhiều quá người sau không có. Rồi xong chưa? Vô đi cô. Xong chưa? Vô đi. Tiến tới, tiến tới. Tiến tới, tiến tới. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Tiến tới. Rồi vô đi chị ơi, mỗi người một phần. Vòng ra sau xếp hàng đi mấy em. Mỗi người một phần, tiến tới đi các em. Cho người sau còn nhận. Vòng ra sau xếp hàng đi chị. Vòng ra sau xếp hàng giùm em. Rồi tiến tới, nhận xong rồi tiến tới đi. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Rồi, vô. Nhận xong vô luôn. Vô đi bé, vô đi thông báo những người khó khăn ra lấy nhá. Rồi vô trong. Cô bác lấy xong thông báo người chưa có ra nhận. Bé ơi, rồi lấy đi con. Rồi vô đi. Cô bác lấy xong thông báo những ai chưa có hoàn cảnh khó khăn ra nhận nhá. Hết rồi à, trời ơi. Rồi vô cô bác ơi, mỗi người một phần thôi. Mỗi người một trái thôi để cho ai cũng có. Phát hai trái người sau không còn. Mỗi người một phần em trai ơi, còn đông người lắm em trai. Đông người quá không có đủ đâu. Rồi mỗi người một trái đi chị ơi, để cho bà con người ta ra sau người ta có. Mỗi người một phần đi mấy anh ơi. Thông báo mỗi người phần, các anh cứ làm theo thế cho tụi em cho dễ. Lấy nhiều là người sau ra không còn gì. Rồi vô đi chị ơi, vô đi cho đỡ kẹt. Lấy một trái nước thôi anh, nhường cho người sau. Thôi đi. Có một người. Đi anh. Vòng ra sau. Cô ơi, cô đi đằng sau giùm con.
cô quên lấy cơm chú. Quên lấy cơm. Bây giờ cô lấy cơm hay sao? Dạ, đây đây có bác. Rồi. Rồi thế vô đi. Rồi. Cô bác cứ đi theo thứ tự đi để nhận đủ đồ. Rồi rồi đi mẹ. Mỗi người một phần cô bác ơi, nhanh chân. Rồi xin cảm ơn, tiến tới đi. Mỗi người một phần. Vòng ra sau xếp hàng. Còn cái gì phát cái đó mấy cô bác ơi. Chia sẻ. Mỗi người trái cam. Rồi đi em. Rồi đi cho người sau còn tiến lên. Rồi đi mấy anh chị ơi. Rồi đi. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ cô nhìn ở đây còn mấy chục người họ chưa có gì để ăn mà họ cũng xếp hàng như mình. Thôi cô rô đi cô. Rô đi cô bác ơi, rô đi mỗi người một phần. Lấy một chai nước giùm em đi để mà em cho những người sau mấy anh. Rồi rồi mấy anh lấy chuối, lấy nước suối, lấy ấy được không? Giờ không có người có nước suối với chuối với cam thôi hả? Cái quần đi. Còn cơm không nhá, còn cơm không. Rồi rô đi, rô đi em. Cho người sau còn bước lên. Rồi cho đi, cho đi. Cho hết thì thôi. Rồi nhanh chân đi rô đi. Nhận xong đi rô đi mấy em. Mỗi người một phần thôi cô. Hai phần thì không có đủ phát. Rồi rồi rồi, tiến lên. Xong chưa, bước lên. Rồi, bước lên. Bước lên đi cô. Bước lên. Từ từ đi theo hàng đi mấy anh chị ơi. Còn cái gì lấy cái đó theo thứ tự đi giúp em. Đây còn cơm không nhá, ai lấy thì lấy cơm không. Rồi đi theo hàng giùm. Đi theo hàng dùm em đi mấy anh chị ơi. Rồi tiến tới đi. Công công dẫn mua đồ ăn nè. Công công ăn với chú đi. Để bạn vô em. Cô bác ơi cứ đi theo hàng đi. Còn đây còn cơm không nhá. Còn cơm không, còn chuối, còn cam, nước suối. Công công lấy không? Đây em công công mà lấy công công. Hết bánh mì rồi em. Vòng ra sau xếp hàng dùm. Rồi hết bánh mì rồi. Còn cơm không thôi mấy em ơi. Giờ còn cơm không, lấy chuối, lấy cam, lấy nước suối. Vòng ra sau đi. Trời ơi đừng có chen. Vòng ra sau cho người ta đi không kẹt. Vòng ra sau em. Rồi nhận xong thì bước tới đi anh. Lấy chuối, lấy cam đi. Lấy chuối, lấy cam, lấy nước suối. Hết đồ ăn rồi. Hết đồ ăn rồi ha. Còn cơm công ơi. Cô bác ơi, mình ra vòng ra sau xếp hàng đi. Đúng rồi, vô lấy cơm công ăn đi đâu. Rồi nhận xong đi rô đi em. Nhận xong rô đi em. Ủa đi rồi hả? Lấy hộp đi rồi. Mỗi người một hộp thôi nhá. Tiến tới. Cơm công với chị dầu đi. Em trai làm gì lấy nhiều nước suối đấy. Lấy một chai đi em. Lấy một chai đi em. Em bỏ lại cho bệnh nhân đi trong nhà thương em. Lấy chai thôi, đừng lấy hai ba chai. Rồi sao còn người sao nữa. Mình hết gác, ta gác á. Lấy con cơm công nè. Lấy cơm công cho Cổng ăn thôi. Cổng công lấy không? Chở mình hay lại. Cổng công. Rồi lấy nước suối uống mấy cô bác. Lấy nước suối, lấy chuối. Rồi rô đi cô bác ơi. Lấy xong rồi rô cho người sau còn nhận. Đây đây. Chuối tự lấy vậy. Còn chuối, còn cam, còn nước suối rồi. Còn chuối, còn cam, còn nước suối mình lấy đi. Đây, nước suối thoải mái nha. Phát vẫn còn dư này. Lấy em. Đây bà chủ mà phát cơm đói quá giờ bốc cơm ăn thì ăn mấy chuối nhá. Đói quá luôn. Rồi cô bác ơi lấy chuối, lấy cam, lấy nước suối, mỗi người một phần một món đi.
hết cơm rồi. Em đem cơm vợ coi ở ăn mày.